hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm Nhâm Dần. Bây giờ nhóm từ thiện từ tâm của mình cho buổi sáng rồi. Bây giờ cũng 12 giờ mấy, 1 giờ rồi. Giờ nhóm 12 giờ mấy gần 1 giờ, nhóm của mình tập trung ở quán cà phê nhỏ nhỏ này. Rồi bắt đầu ăn cơm nghỉ trưa rồi bắt đầu tiếp tục hành trình tới cái hộ kế tiếp. Nhóm mình hôm nay, nhóm của mình được chỉ có 11 thành viên thôi, hôm qua được 14, ngày đầu tiên thì được 18, ngày đầu tiên được 18, ngày thứ hai còn 14 và ngày hôm nay lại còn 11. Tại vì năm nay là cuối năm đó, tháng này tháng cuối năm các bạn, nên nhóm của mình cũng mất thành viên bớt xe em bụi. Rồi nhóm của mình cũng ít thành viên, giờ nhóm của mình được 11 thành viên. Giờ nhóm của mình ăn cơm trưa xong rồi bắt đầu tiếp tục hành trình để cho buổi chiều. Ngày hôm nay những cái món ăn ngày hôm nay đây. Canh khổ qua. Qua có lắm đầu. Có cái bài đó đó. Ví dụ hổm hai người tại sao mà bắt em lỡ lên lên mời vô sáu đông đông nhận quay sáu sáu ủa nó cầm gì để đó mình cũng mới tạo kênh YouTube đó, YouTuber đó đại gia đình. Xin đại gia đình hãy xem video trên kênh YouTuber của mình mà đăng ký và chia sẻ giúp mình nha. Kênh YouTuber của mình là địa chỉ kênh YouTuber của mình là An Trinh Viết Liền Khoảng Cách Vlog. Ảnh đại diện trên kênh YouTuber của mình là Lá Bồ Đề Có Hình Phật. Xin đại gia đình hãy xem video trên kênh YouTube của mình và đăng ký chia sẻ giúp mình nha. Quên mất mẹ hơn rồi. Vợ của tôi đâu nhớ vợ ta không. Sau khi mình xin kết thúc video tại đây nha.